một ngày nhận hơn 500 triệu đồng tiền ủng hộ, Mạnh Thường Quân dành tặng phép màu đến người cha, mua bình oxy cho con lúc giữa đêm. Câu chuyện về anh LDV, 40 tuổi, ngụ tại đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, ra đường vào giữa đêm khuya để mua bình oxy cho người con trai bị bệnh nặng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Biết đến hoàn cảnh của hai cha con, nhiều Mạnh Thường Quân đã ủng hộ anh LDV với số tiền khá lớn. Cô nàng Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người đứng lên kêu gọi sự hỗ trợ từ các Mạnh Thường Quân cho biết, người cha này đã nhận được hơn 50 triệu đồng chỉ sau 15 phút cô mở tài khoản. Tuy nhiên, nhiều người thương cảm trong hoàn cảnh của hai cha con nên vẫn liên tục chuyển tiền vào và số tiền mà anh LDV nhận được lên tới hơn 100 triệu đồng. Mặc dù không được gặp và giúp chú trực tiếp, nhưng sao em vẫn thấy vui ơi là vui. Em gửi chú 50 triệu đồng xong, tính gửi thêm một lần 3 triệu vì có một Mạnh Thường Quân muốn gửi riêng. Nhưng em đã làm tròn 10 triệu đồng luôn, Facebooker Nguyễn Đỗ Trúc Phương chia sẻ. Có thể thấy trường hợp của anh LDV đã khiến không ít các Mạnh Thường Quân phải rơi nước mắt, quyết tâm đứng lên kêu gọi ủng hộ. Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh cho biết kể từ khi câu chuyện được mọi người biết đến, tài khoản của anh đã liên tục nhận được sự hỗ trợ. Tính tới tối ngày 27 tháng 7, tức là chỉ sau một ngày, đã có khoảng 500 triệu đồng cùng tin nhắn được gửi đến. Không những thế, có những cá nhân còn ngỏ ý muốn gửi tặng Hắc, con trai của anh V máy thở, để em và bố đỡ phải vất vả. Giữa Sài Gòn những ngày giãn cách, vẫn còn đó rất nhiều tấm lòng đáng trân trọng. Dường như càng khó khăn, người ta càng thấy rõ được tình người và lòng nhân ái. Ở đây chúng ta có thể xa lạ, nhưng khi cần giúp đỡ, ai cũng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ một phần gánh nặng. Thật đáng trân trọng, chưa bao giờ thấy tình người ấm áp đến vậy. Dù cho hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nhất định không bỏ ai lại phía sau. 15 phút đã có hơn 50 triệu, vậy mới thấy con người ta thương nhau đến thế nào. Đâu ai bảo, cũng chẳng cần quan tâm nhiều về những kế hoạch, chỉ cần phát động, mọi người đều chẳng ngại ngần góp sức giúp đỡ, thật đáng quý. Có thể hôm nay bạn khỏe mạnh, nhưng đâu ai biết trước được điều gì, bởi vậy tấm lòng cho đi là trân quý hơn cả. Hãy cùng nhau chúc cho Sài Gòn sớm khỏe, mọi thứ trở lại bình thường để nhiều người bớt đi gánh nặng. Công việc thiện nguyện thường gắn liền với không ít những lùm xùm và với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người thường xuyên đứng ra tổ chức quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng như vậy. Trường hợp mở quỹ cho anh LDV kể trên là một ví dụ. Hiện anh LDV cũng đã ngưng nhận hỗ trợ. Không ngờ mình nhận được nhiều tình yêu thương đến vậy. Xin cảm ơn mọi người đã yêu thương gia đình. Tôi cũng xin ngừng nhận sự giúp đỡ vì còn nhiều người khổ hơn. Mong mọi người dành sự chia sẻ đó đến các hoàn cảnh khác. Theo Thanh Niên, anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ độc giả, khán giả và cộng đồng mạng trên khắp cả nước. Tính đến ngày 27 tháng 7, anh đã nhận được 500 triệu đồng chuyển khoản của các nhà hảo tâm, đồng thời được liên hệ tặng máy thở để anh đỡ vất vả chạy ra đường mua bình oxy về cho con trai. Hy vọng rằng trong những ngày tiếp theo, gia đình của anh sẽ có cuộc sống ổn định hơn. Cùng đón đọc nhiều tin tức hơn trên Gian nhé!